tất cả sẽ bị phá hủy, tất cả sẽ phải biến mất. Bạn có đoán được đây là câu nói yêu thích của ai không? Đây chính là vị thần mà chúng ta mong đợi bấy lâu, Destruction, thần của sự phá hủy. Nghe đến tên là đã thấy điều tàn, hoang phế, là đã thấy cảnh tượng sụp đổ, nổ tung rồi. Ta nói nó thích gì đâu. Một trong những thể loại điện ảnh được xem nhiều nhất và gây hứng thú nhất là về thiên tai, tận thế và chiến tranh. Hàng loạt cảnh tượng tan hoang của nhân loại, hình ảnh con người nhỏ bé chạy tán loạn trước những thảm họa thiên nhiên hay những lời khẩn cầu trong vô vọng khi đối mặt với tai ương phía trước. Mặt trăng rơi xuống trái đất xé toạc nước Mỹ, thiên thạch công kích địa cầu, hủy diệt hàng loạt nền văn minh, hay như sóng thần càng quét sạch sành sanh những di sản cuối cùng còn sót lại của loài người. Vì sao trong lòng chúng ta lại cảm thấy thỏa mãn trước những cảnh tượng ấy, không chút gì là đồng cảm và đau xót ư? Nếu đặt mình vào vị trí những nhân vật trong phim thì sẽ như thế nào? Thì thấy vui chứ sao? Mình thấy rất là hào hứng và rất muốn đắm mình trong cái xã hội đó, dù là phim hay là đời thật cũng cảm thấy rất vui. Nghĩ tới cảnh vác đao vác súng đi diệt từng con zombie, rồi nhân lúc hỗn loạn đột nhập vào siêu thị hôi của, gom góp đồ ăn đồ uống, lập địa bàn căn cứ mà chiến đấu với lũ xác sống, thì con tim đã loạn nhịp và có một cảm giác kích thích như thế nào? Liệu tư tưởng của mình như vậy có sai quá sai hay không? Hay do lối sống nội tâm, sống hướng nội, ngày ngày ngồi viết kịch bản làm video, thế mà mọi người xem xong không có lấy một cái like, một cái subscribe, nên riết rồi bị hóa điên hóa khùng? Còn bạn thì sao? Bạn có suy nghĩ khùng điên giống như mình không? Có thích chơi game nhập vai sống còn, PUBG, Liên Minh hay Lửa Chùa hay không? Chắc chắn là có rồi, vì đó là sự thật mà. Nếu bạn biết được rằng bản chất của con người là phá hoại thì bạn sẽ thấy suy nghĩ như vậy là rất bình thường. Mà giờ được phá hoại không lo hậu quả thì lại càng vui hơn chứ sao? Bởi từ ngàn xưa rồi, không có thực thể nào tàn nhẫn và vô tình bằng sự hủy diệt. Nhưng cũng không ai đáng kính, đáng ngưỡng mộ bằng sự hủy diệt. Luôn luôn phải chịu nỗi oan sai đời đời, nhưng lại được người người lấy làm niềm vui cảm hứng. Kể cả thần chết hay định mệnh cũng không có được cái gọi là nghịch lý kỳ lạ trong sự tồn tại đến như vậy. Vì sao lại có sự nghịch lý lớn như vậy? Kẻ hủy diệt luôn nằm sâu trong bản chất con của mỗi người. Từ thời nguyên thủy, con người luôn bằng cách này hay cách khác phá hoại thiên nhiên và môi trường, phá hoại cuộc sống lẫn nhau, gây ra chiến tranh và xung đột. Tất cả đều là một trong những biểu hiện của sự hủy diệt. Và cho đến hiện nay, chúng ta vẫn ngày ngày hủy hoại môi trường, thải ra hàng tấn khí thải ô nhiễm mỗi ngày, xả hàng ngàn tấn rác vung vứt bừa bãi, hàng triệu lít nước nhiễm độc không thể tái sinh. Trái đất có trở thành hành tinh chết hay không cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Đó chỉ mới nói về đời sống vật chất, còn nói về đời sống tinh thần thì còn hàng trăm hàng ngàn sự hủy hoại khác nữa. Và nhờ sự giúp sức của mạng xã hội Internet, lối suy nghĩ toxic, drama đang lan truyền cực nhanh, thậm chí viral trong từng giờ, từng phút, từng giây. Những vụ lừa đảo trên mạng, những tay trộm cướp theo dõi nạn nhân online, và chẳng thiếu những kẻ biến thái dùng mọi thủ đoạn quay lén, xem trộm. Và dù chúng ta có lên án đến thế nào đi nữa thì những việc như vậy lại rất hấp dẫn cho người đọc, người nghe, làm cho dư luận phải xôn xao, tập trung hết mọi sự chú ý vào, bất chấp thuần phong mỹ tục, đám tang, đám cưới. Bạn có thấy vậy không? Mình thì thấy rất đúng là khác, vì bản chất chữ con trong mỗi người chúng ta luôn bị thu hút bởi những gì liên quan đến hủy diệt và phá hoại mà. Hồi nhỏ bạn có hay phá vách hay không? Có từng đi phá làng phá xóm, làm đủ trò để thỏa mãn thú vui và hiếu kỳ hay không? Mình thì rất hay gom lá gom củi lại rồi đốt, canh vườn nào có trái ngon thì đi hái trộm, xem đâu có tổ ong thì lại ném đá phá tổ, rồi còn hay đi vác gậy đập phá cỏ bên đường. Mình dám chắc luôn là thế hệ Gen Z giờ mấy ai có được trải nghiệm như thế đâu. Các bạn trẻ bây giờ thì đắm mình trong các trò chơi nhập vai đánh trận, đánh chém kẻ địch, đặt bom mìn phá hủy thành phố, tiêu diệt quái. Trải nghiệm đó cũng vui không kém, mỗi thời mỗi kiểu, không thể ép buộc người hiện đại phải sống theo kiểu cổ đại. Nhưng tự chung lại, rõ ràng niềm vui của mỗi người đến từ sự phá hoại và điều tàn. Giờ thì bạn đã tin rồi chứ, loài người chính là đứa con của thần hủy diệt. Thật ra đó chỉ mới là nửa đầu câu chuyện, phần đầu thì mọi tội lỗi xấu xa đều bị đổ cho thần hủy diệt. Giờ đến phần sau nè, lúc này là lúc rửa oan, mọi tội lỗi đều trở nên hợp lý. Trong văn hóa tín ngưỡng của đạo Hindu ở Ấn Độ, thần Shiva được coi là vị thần tối cao của những vị thần, là đại diện cho sự hủy diệt, nhưng cũng là hình ảnh nói lên sự tái tạo. Và mọi hành động của ngài, dù có tàn độc nhẫn tâm đến mấy, đem đến sự sụp đổ lớn đến đâu, thì tất cả đều là tất yếu, để rồi dẫn đến một kết quả tươi đẹp, xây nên một kết cục không kém phần mạnh mẽ và huy hoàng. Mọi người có thể hiểu là cân bằng âm dương, nếu sự hủy diệt càng lớn thì đồng nghĩa với sự tái tạo cũng lớn. Mọi sự việc càng tiêu cực thì dẫn đến một điều khác rất tích cực để bù vào.
vào. Giải thích thế này, từ thời nguyên thủy, để con người tồn tại và sinh trưởng thì buộc phải có sự hy sinh của cỏ cây và muôn thú, để rồi khi con người bị hủy hoại bởi bệnh tật và tuổi già, họ sẽ trở thành nguồn sống cho những loài sinh vật khác. Chiến tranh và xung đột cũng vậy, trận chiến càng lớn, chết chóc càng nhiều, chiến thắng càng vinh quang và đất nước càng hùng mạnh. Hay như hiện nay, dù không còn chiến tranh thì thành phố nào càng phồn vinh, càng phát triển hiện đại là thành phố đó càng xâm hại đến môi trường xung quanh một cách dữ dội. Con người muốn tồn vong, muốn mạnh thì đồng nghĩa môi trường và các loài vật khác phải càng yếu, càng bị suy kiệt. Như vậy mới trọn ý nghĩa song hành giữa sự hủy diệt và sự tái tạo. Bậy rồi nha, sai quá sai. Cái đó không phải là sự cân bằng, không phải là ý nghĩa của hủy diệt và tái tạo, mà đó là sự biện minh cho một cuộc sống ích kỷ, độc đoán, độc tài, vô trách nhiệm. Suy nghĩ kiểu đó mới chính là điều tạo nên nỗi oan cho thần hủy diệt đó nha. Vậy thế nào mới là hủy diệt và tái tạo thực sự? Dù phần con ẩn sâu trong nhân cách mỗi người, nhưng không phải là không có cách để khống chế. Tất nhiên đó là câu chuyện của khoa giáo, của đạo lý chán ồm. Mà điều cần chia sẻ ở đây, đó là cách chúng ta nhìn nhận thế giới chung quanh. Mình có thể bỏ cả ngày ngồi xem những bộ phim về tận thế, hoặc đắm chìm vào những thể loại game chiến đấu, binh đoàn zombie sát sống. Nhưng hãy nhìn nó như một cách để chúng ta thỏa mãn sự tò mò về một thế giới điêu tàn. Thay vì làm thật thì thà xem phim hay chơi game còn hơn. Tin mình đi, sự tàn hoang đó không phải là điều mà ta muốn thật sự đâu. Thỏa mãn sở thích được đập phá, được sống tự do trong thế giới game không phải là một cái tội, mà điều đáng chê trách ở đây là khi chúng ta mang thế giới ảo đó áp dụng vào đời thật, từ lậm game, lậm phim ảnh dẫn đến bạo lực và phá hoại thực sự, đó là sự hủy diệt vô ích. Và chỉ khi mình có đủ trải nghiệm, kinh nghiệm và kiến thức thì mới có thể lèo lái cái phần con bớt xuống, nhốt nó lại, rồi trở thành một người sống trong thực tại với đầy đủ trách nhiệm và tư duy. Chúng ta có thể hủy hoại môi trường để phục vụ cuộc sống con người, nhưng nếu chúng ta ý thức được điều đó và có biện pháp khắc phục, phát triển bền vững thì đó mới thực sự là hủy diệt nhưng lại có ích. Thần Shiva cũng vậy, không phải đơn thuần là đập cái này, xây cái kia trở nên cân bằng giữa hủy diệt với tái tạo, mà là phải có đủ tuệ tâm để nhìn thấu sự việc hiện tượng, biết được cái nào cần phải kết thúc thế nào là đẹp, còn cái nào đã đến lúc được kiến tạo hình thành. Vậy thì hủy diệt với cái chết có điểm gì giống và khác nhau? Cả hai đều dẫn đến một điểm kết thúc, dù là sinh vật, con người hay tự nhiên, cây cối cho đến quốc gia, trái đất, vũ trụ, tất cả đều sẽ đến một hồi kết, không thể tránh khỏi. Cả hai đều là quá trình mà ai ai cũng phải lo lắng, sợ hãi và khiếp đảm khi đối diện với nó. Giống như là cả hai đều phải chịu nỗi oan ức mà người đời gán ghép cho, là sự đáng sợ và là hình phạt tàn khốc mà hiếm ai biết rằng ý nghĩa sâu xa cũng như là tầm quan trọng của cả hai. Còn điểm khác biệt chính là cái chết thường chỉ để những sinh vật sống có linh hồn, có ký ức và ý thức, những thứ nhỏ nhỏ và vi mô. Còn sự hủy diệt thường dùng cho những vật vô tri vô giác, là thành phố, là cái gì đó vĩ mô nói chung. Cái chết vẫn có gì đó rất nhẹ nhàng và tưởng chừng như chỉ là một ngưỡng cửa để có thể bước tiếp quãng đường còn lại ở thế giới bên kia. Còn sự hủy diệt thì nghe như đã hoàn toàn sụp đổ và bị buộc dừng hẳn lại. Giống như mình nghe nói Trung Quốc xây nên mấy cái thành phố chết không người ở, thì mình còn nghĩ rằng có thể sau này nó hồi sinh sống dậy và bắt đầu dân cư đến phủ đầy nhộn nhịp đông đúc, chứ không ai nói là những thành phố hủy diệt hết. Nghe tới đó là biết phải đi dọn rác, xây lại thành phố mới luôn rồi, chứ không còn tái sinh nổi. Suy cho cùng, thần hủy diệt chắc chắn không mạnh hơn thần chết, không thể thắng được định mệnh và cũng chẳng thể đụng đến giấc mơ. Hủy diệt mang một ý nghĩa đặc trưng riêng của nó, với nhiệm vụ đặc thù, nhưng cũng chính nhờ có sự hủy diệt mà mới mang đến sự tái tạo. Dù có vẻ tàn nhẫn, nhưng định mệnh là vậy rồi. Có trách thì trách bản thân, không sống thật tốt với chính mình mà thôi, đúng không mọi người? Phần tiếp theo, hãy cùng đón xem Desire, kẻ nắm giữ đam mê, khát khao, dục vọng, có tài cán thế nào nha. Thank you.